Trái rất là sai nha bà con, rất là dễ đậu trái luôn. Chúng ta không có cần can thiệp làm trái gì hết, nó sẽ ra trái tự nhiên giống như vậy. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trụ sở chính của trung tâm cây giống được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nằm trên trục đường 868 rất là to nha bà con. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây Sabo Cần Thơ. Trước màn hình quý bà con chúng ta, đây là cây Sabo Cần Thơ. Thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây chiết canh, chiết trên những cái cành mẹ, những cái cành đang cho trái sẵn, nên quý bà con chúng ta về trồng nó rất là nhanh cho trái nha bà con. Nó gần cây bố mẹ nhất, tức là cây F1 á. Quý bà con chúng ta mà nhân giống từ những cái cây F2, giống như là những cái cây mà người ta trồng lên tầm khoảng tầm này, anh chị đó sẽ chia ra thành hai cây. Quý bà con chúng ta nhìn thấy cái nạn ná không ạ? Trồng lên tầm khoảng một năm thôi, nó sẽ ra được nhiều nhánh hơn một tí xíu thì người ta sẽ nhân giống. Cái đó người ta sẽ gọi là F2 đến F3 ha bà con. Những cái cây giống đó thì quý bà con chúng ta trồng sau này nó năng suất nó sẽ không có cao bằng những cái cây F1 ha. Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai nữa là Sabo Cần Thơ. Cây rất là dễ trồng nha bà con, năng suất rất là cao và đặc biệt ăn rất là ngon. Bạn này rất là ít cám luôn, thị trường rất là chuộng, nên cô chú anh chị là chúng ta thích trồng những thể loại cây giống dễ trồng và năng suất cao, trồng được nhiều vùng đất khác nhau và trồng được trên nhiều vùng miền khác nhau, thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống Sabo Cần Thơ này. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta cũng có thể là trồng chậu được luôn nha bà con. Cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về cây Sabo Cần Thơ có trồng chậu được hay không. Trồng được hết nha, bạn này cho trái rất là sớm, rất là sai ha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta nhìn cái cây này nhỏ nhỏ thôi, với bạn này đang hoa nè, đây mỗi một cây đọt nè, mỗi một cây đọt này ra 4-5 cái hoa giống như vậy. Khi mà anh chị trồng xuống đất thì nó sẽ tượng thành trái luôn nha, rất là dễ đậu trái ha bà con. Chúng ta không lại bỏ thì nó sẽ ra trái rất là nhiều, nhưng mà cái cây nhỏ như vậy nó tượng thành trái thì chúng ta nên để một đọt một trái thôi. Một đọt mà để nhiều trái quá thì nó sẽ bị nhỏ, nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng ha bà con. Còn chiều cao của cây Sabo Cần Thơ thì từ cái miệng chậu đi lên thì cao khoảng từ 1m đến 1m2. Có cây cao hơn nữa nha bà con, tức là cái cây nó ngắn nhất là 1m, còn cây cao nhất thì có thể là cao hơn, giống như là cao bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, chứ cũng không biết chính xác được ha bà con. Đó, tàn tán cũng khá là đẹp, cây đang hoa luôn nha, cây đang hoa giống như vậy. Đặc biệt là Sabo Cần Thơ, quý bà con chúng ta nhìn kỹ là lá đó, cái hoa nó sẽ ra màu cam cam giống như vậy ha bà con. Đó, cái hoa nó sẽ ra màu cam cam giống như vậy. Và khi nó nở hơn một tí xíu, tức là nó sẽ to hơn nè, to hơn một tí xíu nữa nó sẽ thành màu trắng. Đó. Còn trái của Sabo Cần Thơ thì trái nhỏ nhất nó sẽ là 200g, còn trái to nhất là nó sẽ thành 350g, 400g là to nhất nha bà con. Có nhiều anh chị chia sẻ là 700-800g luôn, là thật sự là không có nha. Sabo Mexico thì nó có thể lên tới 700-800g, còn Sabo Cần Thơ thì trái chung thôi. Trái chung nó không quá bé và nó cũng không quá to, thì nó rơi vào tầm khoảng là 5 trái 1 ký, 6 trái 1 ký, thậm chí có thể là 3 trái 1 ký, 4 trái 1 ký ha bà con. Thì nó nằm trong khung đó thôi. Và giá trị hiện tại thì nó cũng từ 40.000 đến 60.000 trên 1kg, nhưng mà có 3 trái 1 ký, 4 trái 1 ký, 5 trái 1 ký, thì giá trị kinh tế hiện tại cũng rất là cao nha bà con. Sabo là dạng dễ trồng, nó sẽ ra trái truyền luôn, nó sẽ cho trái quanh năm. Khi mà mỗi một cái cây mà từ năm thứ 5 đến cái năm thứ 7 đổ lên á, thì một đợt thu hiện tại trên một cái cây thì nó tầm khoảng là 1 tụng đến 2 tụng, tức là 1 tụng như vậy nó tầm khoảng là từ 40 kg đến 50 kg. Khi mà cái cây tuổi thọ nó cao hơn nữa thì cái sản lượng trên cái cây thì nó sẽ nhân đôi hơn nữa nha con, tại vì cái tàn nó to, mỗi một cái đợt này nó sẽ ra 2-3 trái, 4-5 trái luôn, nên cái cây của chúng ta trồng năng suất rất là cao. Nên nhiều anh chị đang quan tâm về Sabo Mexico là đầu tiên, rồi tới Sabo Cần Thơ, mà hay hỏi bên trung tâm cây giống là nên trồng cái loại Sabo nào, thì Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nè. Cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng ra trái sai, ra trái nhiều và ít cám thì chúng ta trồng cái thằng Sabo Cần Thơ này nha. Còn anh chị nào thích trồng trái to thưa trái thì chúng ta trồng cái cây Sabo Mexico hết bà con. Trái to á, Sabo Mexico thì trái rất là to, Ly công nhận là trái nó rất là to, nhưng mà năng suất thì nó không có bằng Sabo Cần Thơ nha bà con. Tại vì trái to thì nó sẽ giảm trái, lụt trái ở trên cái cây lại. Còn thằng này là mỗi một đợt thu thì nó rất là nhiều, nó rất là mê luôn nha. Thì bây giờ Ly sẽ mời quý bà con chúng ta cùng đi ra vườn để cùng xem một cái cây Sabo Cần Thơ nó 2 năm tuổi nó như thế nào nha bà con. Đây nè, Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta xem một cái cơ đợt mới nó đi nè. Đó. Mỗi một cái nách lá, tức là mỗi một cái nhánh giống như vậy thì nó sẽ kèm theo là 2 trái đến 3 trái. Nè, từ dưới đây nè quý bà con chúng ta nhìn thấy không, từ dưới đây nó lên, ở đây nó mọc một trái nè, rồi nó sẽ kèm theo hoa ở cây đọt này. Cây đọt này thì nó kèm theo hoa nè, có trái con nữa nè, rồi lên tới ở trên đây mỗi một cái cành nè. Đó, đây một cái cành nhỏ nè là 3 trái nè, rồi tới cái cành kế bên là nó sẽ ra 1 trái rồi kèm theo hoa, rồi kế bên nữa nè,
cái bên thì nó đang hoa thôi ha. Rồi cái cây bên đây thì nó sẽ kèm theo là ba trái to thêm một trái bé nữa. Bên đây nữa nè, mỗi một cái cành, tức là mỗi một cái cây đọt thì nó sẽ kèm theo trái thôi nha bà con. Sabo Cần Thơ trồng năng suất nó rất là cao nha, và giá trị hiện tại cũng rất là cao hết bà con. Giá thu là từ 40.000 đến 60.000 trên 1 kg là đối với Sabo Cần Thơ. Sabo Cần Thơ ở trong ruột thì nó ăn nó sẽ mịn hết bà con, nó mịn màng và nó ngọt, nó rất là thơm. Thị trường cũng rất là chuộng nha. Ly cũng thường xuyên cập nhật cho cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng Sabo Cần Thơ thì chúng ta cũng có thể tham khảo ha. Giống này rất là dễ trồng nha bà con. Nè, Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta xem một chùm trái nè. Đó. Chùm này là 3 trái, bên đây 2 trái nên là 5 trái nè ha. Rồi dưới đây nữa nè. Đó. Đây nè. Đây. Đó, trái to rồi tới chìm tới trái nhỏ nè ha bà con. Thu hoạch quanh năm luôn nha. Và cái da nó rất là đẹp nha bà con. Sabo Cần Thơ thì trồng nó rất là ít cám. Trồng Sabo chê hồi xưa thì cám nó rất là nhiều nha. Chúng ta mà muốn bán trái giá cao thì chúng ta phải chùi nó ra một cái lớp cám đó, chúng ta mới bán được giá cao. Còn Sabo Cần Thơ nè quý bà con chúng ta nhìn trái nó rất là đẹp, nó rất là mịn, nó rất là ít cám luôn nha. Đi sẽ đi xuống quay cho quý bà con chúng ta xem nó rõ hơn một tí xíu. Đây, tổng thể một cái cây nhìn nó rất là mê, trái rất là nhiều ha. Ly sẽ đi cây tiếp theo cho quý bà con chúng ta xem nữa nè. Cây nào cũng như cây nấy hết. Đó, chùm này 3 trái. Rồi kế bên chùm 2 trái. Rồi ở chùm ở dưới đây là 3 trái nữa nè. Rồi đây thêm 3 trái nữa. Trái rất là sai nha bà con. Rất là dễ đậu trái luôn. Chúng ta không có cần can thiệp làm trái gì hết, nó sẽ ra trái tự nhiên giống như vậy. Mà chúng ta không có cần bao trái luôn nha bà con. Bạn này nó kháng được sâu bệnh và giống như là nó không có bị những cái con người vàng tấn công nhiều nha. Nó cũng có nha, nhưng mà nó không có nhiều ha. Cái này to hơn nè. Nó còn to hơn nữa nha bà con. Trái này nó mới có, giống như là nó mới trưởng thành thôi, nhưng nó chưa có thu hoạch được. Còn Sabo Cần Thơ quý bà con chúng ta nhìn cái hoa nó sẽ ra màu cam giống như vậy nha. Đó, cái hoa nó có màu cam giống như vậy. Khi mà nó gần nở ra thì nó mới chuyển thành màu trắng. Nhìn nó rất là đẹp. Còn cái khoảng cách trồng Sabo Cần Thơ thì quý bà con chúng ta trồng là 6m một cây. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng dày hơn thì chúng ta trồng 5m một cây ha. Từ cây này cách cây kia là 5m, hàng này cách hàng kia là 5m luôn. Còn đủ tiêu chuẩn thì 6m hết bà con. Tại Sabo Cần Thơ tuổi thọ rất là cao nha bà con, nên chúng ta trồng thưa ra một tí xíu sau này mới đủ dinh dưỡng ăn. Còn chúng ta trồng 5m vẫn được, nhưng mà sau này năng suất nó không cao bằng, tại vì nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng á. Đó, cây rất là đẹp nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly đi vườn để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây Sabo Cần Thơ 2 năm tuổi nha. Cây phát triển rất là tốt và đặc biệt đang cho trái rất là nhiều. Cô chú anh chị nào muốn trồng cây Sabo Cần Thơ thì chúng ta cứ tự tin mà trồng nha bà con. Bạn này nó sẽ chịu được vùng miền Bắc nè, vùng đất bị nhiễm phèn và đặc biệt cho trái quanh năm, kháng được sâu bệnh rất là cao. Chúng ta không có cần bao trái một trái gì luôn ha, mà bán trái quanh năm vậy luôn nha bà con. Rồi một lần nữa Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an đến quý bà con. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây Sabo Cần Thơ. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là vấn đề gì không hiểu thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.